Super Cruise cho phép lái xe rảnh tay trên đường cao tốc. Ultra Cruise bổ sung tính năng này cho đường phố. Super Cruise sẽ không còn đóng vai trò là hệ thống hỗ trợ người lái rảnh tay cấp độ 2 hàng đầu của GM, vì công ty đang thông báo về sự sẵn có của Ultra Cruise. Thiết lập mới, được công bố trước đây vào năm ngoái, giờ đây sẽ ra mắt trên một số loại xe GM vào năm 2023, với Cadillac là thương hiệu đầu tiên cung cấp tính năng này. Điều gì tách biệt Ultra Cruise và Super Cruise? Chà, câu trả lời ngắn gọn là nó giúp Super Cruise lái xe rảnh tay trên đường cao tốc đến những con đường địa phương và đường thành phố. GM lưu ý rằng Ultra Cruise có khả năng hoạt động trên hơn 2 triệu dặm đường công cộng ở Hoa Kỳ và Canada. Mặc dù có thể dễ dàng mô tả Ultra Cruise là Super Cruise trên đường phố, nhưng việc thiết lập còn phức tạp hơn thế. Hệ thống LiDAR của Credit Ultra Cruise nằm sau kính chắn gió, hoạt động với nhiều camera và cảm biến khác nhau để nhìn chính xác môi trường xung quanh. Do đó, GM tuyên bố Ultra Cruise có khả năng phản ứng với tín hiệu giao thông, tuân theo các giới hạn tốc độ đã đăng, tránh vật cản đường, đỗ xe trên đường lái xe và hoàn thành việc chuyển làn, cũng như rẽ trái và phải. Cũng như Super Cruise, Ultra Cruise sử dụng đèn chiếu sáng gắn trên vô lăng để cảnh báo cho người lái xe về tình trạng của hệ thống. Nó cũng bao gồm một hệ thống camera trong xe để đảm bảo tài xế sẵn sàng điều khiển xe nếu cần thiết. GM vẫn giữ mẹ về giá của Ultra Cruise, tuy nhiên, chúng tôi đặt cược rằng chi phí của tùy chọn sẽ thay đổi một chút tùy thuộc vào mẫu xe cụ thể mà khách hàng thêm vào. Chúng tôi cho rằng thiết lập sẽ đi kèm với thời gian dùng thử giới thiệu cho phép chủ sở hữu phương tiện sử dụng Ultra Cruise miễn phí trong vài năm. Sau đó, nhà sản xuất ô tô có thể sẽ tính phí đăng ký để giữ cho Ultra Cruise hoạt động. Chia sẻ hữu ích nhé!